Sáng 22 tháng 6 tại thị xã Sapa, Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 năm 2024. Tham dự sự kiện về phía Đại sứ quán Ấn Độ có ông Roshan Lecha, tham tán kiêm chánh văn phòng Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cùng phu nhân và đoàn công tác. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan, lãnh đạo thị xã Sapa. Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua từ năm 2014. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh môn thể thao cổ xưa của Ấn Độ, mà còn nâng cao nhận thức về tác dụng của yoga đối với sức khỏe, thể lực và tinh thần của con người. Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 được tổ chức tại 35 tỉnh thành với chủ đề Yoga vì bản thân và xã hội, truyền tải thông điệp nếu mỗi cá nhân có thể cải thiện bản thân, trở thành công dân tốt đẹp hơn, thì xã hội có sự tiến bộ, giao lưu và hòa thuận. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn giao thức yoga đặc sắc kéo dài 40 phút do gần 500 vận động viên huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ yoga trong tỉnh biểu diễn dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Ấn Độ. Bài giao thức là hình ảnh sống động nhằm tôn vinh lợi ích của tập luyện yoga đối với sức khỏe con người, khuyến khích cộng đồng tập luyện yoga để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và gắn kết với nhau. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Sapa được lựa chọn tổ chức sự kiện này. Thông qua sự kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung và giữa tỉnh Lào Cai với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội nói riêng. Đồng thời đây còn là dịp để tuyên truyền về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quảng bá văn hóa, con người của Việt Nam và Ấn Độ.